Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Tayo Space Adventure, Part 1. Hannah and the little buses are outside the repair shop late at night. When is it going to come? That's strange. I'm home! Huh? Well, what are you guys doing outside? Oh, hi, Tayo. We're waiting for the meteor shower that's supposed to come tonight. But we've been waiting for a long time and it's still not here. A meteor shower? Huh? Tayo! Princess Ray! I'm going to bed. I'm tired. Me too. It's getting late. We should all go and get some sleep. Okay. Tayo! Help me, Tayo! What was that? What's wrong, Tayo? You guys, didn't you hear that? Somebody was calling my name! We didn't hear anything. You must have been dreaming. That's strange. I'm sure I heard something. Huh? Hey, guys, look! It's a meteor! It's huge! And it looks like it's heading right towards us! What just happened? Let's go see! There's nothing here. But we saw it fall around here. Tayo! Princess Ray! Tayo, I've been kidnapped by Bully. Kidnapped? You're the only one that can help. Please save me. Yes, of course! Where are you? I'm across the Silver River. Find the Silver River. The Silver River? The clover sticker on your side will help you find the way. What? Hurry, Tayo! Find the Silver River! Princess Ray! What? What just happened, Tayo? Space pirates? Yeah! Then we should go and save her now! Yeah! No, you guys stay here. I'll go save her. I don't want to put you guys in danger, too. You can't go by yourself. We'll all come and help you. Yeah, we're your friends after all. Oh, yeah. Oh, you guys. Okay, then let's all go and save the princess. All right. But how do we get to outer space? That's right. Leave it to me. Hannah! I know exactly what you need. Okay, show them what you've got. Okay. Now you try it, guys. All right, my turn. Whoa, I'm flying! Yay, I'm flying too! Have a safe journey, you guys! Don't worry! Are you ready, guys? Yeah! Then we're off! Let's go! Yippee! Wow! We're in outer space! So this is outer
space. It's beautiful! Mm-hmm. Okay, now let's find the Silver River. Right! This is great! Rogie! Stop it! We're not here to play around! Oh, that Rogie! Huh? Wow! Meteors! Rogie! You can't go off on your own! But look, guys! There are three meteors over there! Huh? They look like spaceships. Really? Then let's go look. Rogie! Tayo, the little bus. Hey, stop it! Gotcha! Slowpoke! What's going on? It looks like that red spaceship is being bullied. Then let's go and help him. But how? Hey, guys, how about we do this? Don't try to get away. You're going to be Captain Bully's servant now. Stop right there! You can't bully another spaceship. Let him go now. Don't you know who we are? We're Captain Bully's loyal soldiers! The space pirate that kidnapped the princess? Then we can't let you go without a fight! Come on, you scaredy cats! Come and get us! How dare they! Hata! Hey, you! Who are you? We're here to help you. Come with us. Those scaredy cats. We've got them now. What was that? It's a new weapon. Why, you little? All right, Rogie. It's time for action. You go that way. I'm gonna get ya. We did it! Thanks for your help, guys. I would have been in big trouble if it weren't for you. It was no problem at all. My name is Quick. It's nice to meet you. So, Quick, do you know where the Silver River is? The Silver River? Of course I do. Why do you guys want to know? We're looking for Bully's planet, and we heard that it's somewhere across from the Silver River. Bully's planet? You can't go there. If you get caught by Bully, he'll do terrible things to you. But we have to go save the princess. Please, tell us where the Silver River is. Okay, I'll take you guys there. You will? You saved my life, so I'd like to help you guys out too. Thanks, Quick! All right. Then we're off to the Silver River! Let's go! The little buses flew off with Quick to find the Silver River. Okay, we're here, guys. Wow! It's so pretty! It's amazing! But how do we get across it? It'll take us years to get across it. Don't you worry. I know the way. You do? There it is. Wow! Okay, we have to get on the back of that train. Now! Okay! Here, hold on!
quite a ride. Tayo, there it is. Huh? That's Bully's planet. Oh, but it looks so scary. Tayo, your sticker is shining. Huh? That must mean... that Princess Rey is here. With Quick's help, the buses have found Bully's planet. Can they save Princess Rey? Princess, hang in there! Hành trình xuyên không gian của Tayo, phần 1. Hannah và các bạn xe buýt nhỏ vẫn đang chờ ở bên ngoài trạm xe. Khi nào thì nó mới xuất hiện? Lạ quá. Mình về rồi đây. Hả? Mọi người đang làm gì thế này? Chào Tayo. Mọi người đang chờ mưa sao băng bay qua vào tối nay. Nhưng tụi em chờ lâu lắm rồi mà không thấy gì hết nè. Mưa sao băng? Hả? Tayo. Hả? Công chúa Rey. Anh mệt rồi, nên đi ngủ trước đây. Em cũng vậy. Ừ, phải, trễ rồi. Chúng ta nên đi ngủ thôi. Dạ. Tayo. 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 Cứu mình với Tayo. Cái gì vậy? Sao bị anh Tayo? Mọi người không nghe thấy gì hết hả? Có ai đó đang kêu tên em đó. Tụi anh có nghe thấy gì chắc đâu. Chắc là bạn đang mơ thôi. Lạ quá à. Chắc chắn là mình đã nghe thấy ai đó. Hả? Mọi người nhìn kìa. Đó là sao băng. Nó lớn quá. Và có vẻ nó đang bay thẳng về phía tụi mình. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chúng ta qua đó xem thử đi. Dạ. Có cái gì ở đây đâu? Nhưng mà rõ ràng em thấy có gì đó rơi xuống mà. Tayo. Công chúa Rey. Tayo, mình đã bị kẻ xấu bắt cóc rồi. Bắt cóc? Bạn là người duy nhất có thể giúp mình. Làm ơn hãy cứu mình với. Đương nhiên là mình sẽ giúp bạn. Nhưng bạn đang ở đâu mới được? Mình đang ở chỗ sông bạc. Hãy đi tìm dòng sông bạc. Dòng sông bạc hả? Hình dáng cỏ ba lá bên hông sẽ giúp bạn tìm được đường tới đó. Lạ quá. Làm ơn hãy nhanh lên Tayo. Hãy nhớ tìm dòng sông bạc. Công chúa Rey ơi. Có chuyện gì mới xảy ra vậy hả Tayo? Kẻ cướp không gian hả? Đúng vậy đó. Vậy bây giờ chúng ta mau đi cứu bạn ấy thôi. Được. Không, mọi người ở lại đây đi. Mình sẽ đi cứu bạn ấy. Mình thực sự không muốn mọi người phải rơi vào chỗ nguy hiểm. Em không thể nào tự đi một mình được. Tụi anh sẽ đi chung và giúp đỡ em. Dạ phải, dù sao chúng ta cũng là anh em mà. Phải đó. Mọi người. Được rồi, vậy chúng ta mau đi cứu công chúa thôi. Đi thôi. Hả? Nhưng làm sao chúng ta bay lên vũ trụ được? Đúng đó. Để chị lo cho. Chị Hannah. Chị biết rất rõ các em cần gì. Hoàn thành. Tayo, biểu diễn đi. Dạ được. Bây giờ tới lượt mọi người thử đi. Được rồi, đến lượt anh đi. Tuyệt vời quá. Quang hô, em cũng đang bay nè. Các em đi cẩn thận nha. Chị đừng lo.
Mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Vậy thì xuất phát thôi. Wow, chúng ta đang bay trong không gian. Vậy là chúng ta đang bay trong không gian thật sao? Đẹp quá. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy mau đi tìm dòng sông bạc. Phải đó. Dạ phải. Thật là tuyệt quá. Anh Rogi, thôi đi mà, chúng ta đến đây không phải để chơi đâu. Anh Rogi này thiệt là. Hả? Wow, sao băng. Anh Rogi, anh không thể tự tách mình ra như vậy. Nhưng mọi người nhìn kìa, có ba ngôi sao băng ở đằng kia. Nhìn giống như những con tàu không gian. Thật hả? Vậy mong qua nó xem đi. Anh Rogi. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Chậm quá. Đừng lên đây. Dừng lại đi. Được rồi. Chậm. Đừng mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như chiếc tàu không gian đỏ đang bị ăn hiếp đó. Vậy thì chúng ta mau qua đó cứu bạn ấy. Nhưng bằng cách nào? Nè mọi người, hay bọn mình làm cách này đi. Nè. Đừng cố bỏ chạy nữa. Bây giờ ngươi đã trở thành nô lệ của thủ lĩnh kẻ xấu rồi. Mau dừng lại. Các bạn không thể ăn hiếp tàu không gian như vậy được. Bây giờ thì mau thả cậu ấy ra. Các ngươi không biết tụi này là ai sao? Bọn ta là lính trung thành của thủ lĩnh kẻ xấu. Chính là kẻ cướp không gian đã bắt cóc công chúa nè. Vậy thì chúng ta phải đấu một trận rồi. Mau tới đây những kẻ nhát gan. Có võ thì qua đây bắt ta đi. Sao các người dám chứ? Tấn công. Các bạn là ai? Tụi mình tới đây để giúp bạn. Mau đi theo tụi mình. Lũ nhát gan, sắp bắt được các ngươi rồi. Cái gì vậy? Là vũ khí loại mới hả? Các người dám làm như vậy hả? Được rồi, anh Rogi, đã tới lúc hành động rồi. Được. Người đi lối đó đi. Ta sẽ bắt được ngươi. Bây giờ. Wow! Chúng ta làm được rồi. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình. Nếu không có các bạn thì mình gặp chuyện lớn rồi đó. Không có gì đâu. Tên của mình là Speedy. Rất vui được gặp các bạn. Vậy Speedy, bạn có biết dòng sông bạc ở đâu không vậy? Dòng sông bạc hả? Đương nhiên là mình biết rồi. Nhưng bạn hỏi để làm gì vậy? Tụi mình đang đi tìm hành tinh của kẻ xấu. Và mình nghe nói là phải băng qua dòng sông bạc mới tới đó được. Hành tinh của kẻ xấu hả? Các bạn không thể tới đó. Nếu các bạn bị kẻ xấu bắt thì hắn sẽ không để yên cho các bạn đâu. Nhưng mà tụi mình phải đi cứu công chúa cho bằng được. Làm ơn, hãy nói cho tụi mình biết sông bạc ở đâu đi. Thôi được, mình sẽ dẫn các bạn tới đó. Bạn sẽ giúp tụi mình hả? Bạn đã cứu mình mà. Vì vậy mình muốn đền ơn cho các bạn. Cảm ơn Speedy. Được rồi, vậy chúng ta mau đến chỗ dòng sông bạc thôi. Mau đi thôi. Các bạn xe buýt nhỏ đã cùng với bạn Speedy đi tìm dòng sông bạc. Được rồi, các bạn ơi, tới rồi nè. Đẹp quá đi. Đẹp tuyệt luôn. Nhưng mà làm sao chúng ta xuyên qua đó được? Cũng phải mất mấy năm chúng ta mới qua đó được.
Đừng có lo, mình biết cách để xuyên qua đó. Bạn biết hả? Hả? Đến rồi kìa. Wow! Các bạn, chúng ta cần phải bám theo đuôi con tàu đó. Làm ngay đi. Được. Đây. Mau bốc vào. Được rồi. Bây giờ thì bám chắc vào. Tới nơi rồi. Thiệt là nhanh dữ thần. Ta vô là ở đây đó. Hả? Đây là hành tinh của kẻ xấu sao? Trông nó đáng sợ quá. Ta vô, hình dáng đang phát sáng kìa. Điều đó có nghĩa là công chúa Ray đang ở đây đó. Với sự giúp đỡ của bạn Speedy, các bạn xe buýt nhỏ đã tìm ra hành tinh của kẻ xấu. Liệu các bạn ấy có thể cứu công chúa Ray không? Hãy đợi mình, công chúa Ray ơi.